chương 151, tá túc. Như thương tìm hiểu không ra hắn là loại người gì, cũng chỉ có thể xem hắn là quái nhân, người lập dị, không muốn so đo. Bất quá trong lòng cũng thầm thở vào nhẹ nhõm, nếu như cô độc chứng đi thật, một chuyến đi Tây dạ này của nàng thật là uổng phí, bị thương cũng vô ích, muốn tìm về thầm châu, cũng chỉ có một cách để tìm nó. Ba người lại tiếp tục lên xe ngựa, đổi trở lại con đường lớn chạy đi. Thông thường sau khi ra khỏi thành mấy dặm thì sẽ có thôn nhỏ để dừng lại, mọi người thử tìm kiếm nếu tìm không được cũng chỉ có thể nghỉ ngơi ở trong xe ngựa xem như ông trời có mắt đi không bao xa thì thấy một cửa thôn ngoại trừ dùng một tấm bảng gỗ viết ký hiệu tên thôn bên ngoài còn có một người thanh niên đang cắt cỏ quỷ đồng thức thời một lần nữa lấy mũ rơm đội lên thật tốt sau đó đánh xe ngựa chạy đi về hướng người thanh niên như thương từ bên trong vén rèm lên sau khi đợi xe dừng lại thì hỏi người thanh niên trẻ tuổi vị tiểu ca này chúng ta là đi ngang qua muốn đến trong thôn tá túc một đêm xin hỏi ngươi có thể tìm giúp chúng ta một gia đình nào hay không a à? vừa nói xong từ bên trong tay áo lấy ra mấy sâu tiền đưa tới đó là lúc ở hách thành tiêu phương giao cho nàng người trẻ tuổi nhìn đồng tiền nàng đưa qua ánh mắt vô cùng tham lam nuốt xuống nước miếng nhưng cũng không có nhận hắn chỉ quay nửa người lại hướng về phía bên trong thôn chỉ chỉ sau đó nói các ngươi khỏi phải cho tiền ta bởi vì ta không cần thiết giúp tìm chỗ ở trong thôn này chỉ còn lại hai ba hộ gia đình, những nhà cửa khác đều là trống không, các ngươi thích ở đâu thì cứ dừng lại ở đó. Bọn họ cũng không cần, đây là ý gì? Như thương lại đặt câu hỏi, những người đó đâu? Nhà cửa còn tốt tại sao không cần, ai nha? Người trẻ tuổi liền dậm chân, ta xem các ngươi là từ phương hướng thuộc đô chạy tới, thế nào, khi đi ngang qua nơi đó cũng không phát hiện khác thường. Đô thành chúng ta bị ôn dịch, Người nhanh chóng chạy thoát giữ được cái mạng, trong lòng tự nghĩ gặp may chứ nếu còn ở chỗ đó, đều bị ngăn chặn lại hết. Chương 152, trong thôn cũng có người chết. Vậy cùng với thôn các ngươi có quan hệ gì? Quỷ Đồng khó chịu ngột ngạt lên tiếng, thôn các ngươi cũng không có ngăn chặn a, à, có phải trong thôn cũng có người nhiễm dịch hay không? Sắc mặt như thương nặng nề mà hỏi, người thanh niên gật đầu một cái, hiện rõ ra vài phần khen ngợi, nhưng rất nhanh lại lắc lắc đầu, nói cũng không đúng hoàn toàn. Thật ra trong thôn không có ai phát sinh bệnh dịch, nhưng lúc đầu khi những người đó đến tá túc, ban ngày người vốn còn rất tốt, ai ngờ đến buổi tối thì bắt đầu nóng lên, ngày thứ hai liền chết đi. Mọi người biết người nọ là trước khi ra khỏi thành đã bị nhiễm bệnh, cho nên cũng không dám ở lại trong thôn, từng người đều đã bỏ chạy, vậy những người còn lại thế nào? Lời nói là quỷ đồng hỏi, vừa hỏi vừa chỉ chỉ người trẻ tuổi, tại sao ngươi không chạy? Chạy? Chạy đâu? Thanh niên đáp về mặt tình lý đương nhiên. Cái người đã chết được chôn rất sâu cũng rất xa, ta mới không tin trong thôn sẽ có dịch độc. Vả lại, ở đây còn có hai gia đình, đều là người già 6, 70, nếu đi hết bọn họ làm sao bây giờ? Vậy còn không phải chờ chết, người thanh niên vừa nói, liền ôm lấy một bó cỏ vừa cắt xong đi tới cửa thôn, đồng thời cất giọng nói, nếu các ngươi không sợ, cứ vào đây. Thích ở nhà nào thì ở nhà đó nếu như sợ thì trở ra đi về phía trước như thương không lên tiếng mà quay đầu nhìn thoáng qua cô độc chứng đối phương rõ ràng rất cẩn thận không có ngay lập tức chứng tỏ thái độ chỉ dùng tay ra hiệu ý bảo như thương và quỷ đồng ở chỗ này chờ trước sau đó tự mình nhảy xuống xe sải bước đi nhanh vào trong thôn nàng cùng quỷ đồng ngồi ở trên xe chờ thời gian khoảng chừng một nén hương cô độc chứng trở về đồng thời hướng về phía bọn họ vẫy tay ý tứ là bên trong không có chuyện gì có thể vào ở Quỷ Đồng lúc này mới yên lòng lái xe đi vào bên trong, Như Thương cũng không lo lắng, từ nhỏ cô độc chứng đã từng ngâm qua nước thuốc, bách độc bất xâm, đồng thời đối với các loại bệnh độc cũng hết sức nhạy cảm. Chương 153, đối đãi bạn bè khác với kẻ địch. Ở trên đường đi hắn từng nói qua, bản thân chỉ cần dùng mũi ngửi một chút là có thể biết được xung quanh có độc tồn tại hay không. Mọi người tìm thấy một căn nhà để ở lại thoạt nhìn tương đối sạch sẽ, sau khi thu xếp hai người thật tốt, cô độc chứng một khắc cũng không đợi, liền đi ra ngoài chuẩn bị cởi ngựa trở lại thành thục đô. Như thương đứng ở cửa phòng nhìn, lại thấy quỷ đồng đang đuổi theo, có chút khó xử theo sát hắn nói, chủ nhân, ta cũng không sợ cái gì dịch hay không dịch, hay là người ở đây chăm sóc như thương tỷ tỷ, ta đi vào thành nhìn xem sao. Cô độc chứng nghiêng đầu, dùng ánh mắt ném tới hướng hắn hỏi, quỷ đồng có chút khó xử, gãi gãi đầu nói, nếu không chủ nhân, ngươi bôi lên người như thương tỷ tỷ một chút máu, ta ta tin tưởng ngươi ta tin tưởng ngươi lời quỷ đồng vừa thốt xong rốt cuộc nhận lấy một câu trả lời không hẹn mà cùng lúc của tần như thương và cô độc chứng hai người biết tâm tư hắn quỷ đồng là sợ tính chất bản thân thích ăn thịt người đột nhiên phát tác sẽ làm ra chuyện tổn thương đến như thương nhưng chỉ một câu tin tưởng lại khiến cho hắn kiên quyết gật đầu cũng không nói thêm nữa không người xuống nhìn về phía cô độc chứng nói chủ nhân bảo trọng đối phương gật đầu lại nhìn nhìn như thương cũng không nói thêm gì, xoay người lên ngựa, thúc giục roi liền chạy đi về hướng ngược lại. Trong sân chỉ còn lại hai người, quỷ đồng suy nghĩ một chút, trước tiên bước đến trong xe ngựa lấy xuống tấm thảm da hổ mà dọc theo đường đi như thương thường ôm đắp. Hiện tại tuy rằng là giữa hè, nhưng trong người như thương có thương tích, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy lạnh run. Quỷ đồng cẩn thận làm nàng thật cao hứng, cười nhận lấy tấm thảm, sau đó mở miệng nói, quỷ đồng, đúng là phải như vậy. Nếu là đồng bạn, là tốt người, bất cứ lúc nào cũng phải nghĩ đến đối phương, không thể chỉ lo lắng cho bản thân." Thấy Quỷ Đồng rất nghiêm túc gật đầu, nàng lập tức xoay chuyển lời lại, tiếp tục nói, "Nhưng nếu như là kẻ địch, muốn tổn thương ngươi và đồng bạn của ngươi, vậy thì không cần khách khí, sử dụng phương pháp trực tiếp nhất lấy đầu của hắn." Chương 154: Vì sao thuốc lại nhanh chóng trị tốt cho xương? Khi Như Thương nói ra một câu cuối cùng, thì ánh mắt tự nhiên dần dần nguội lạnh trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra một tia độc ác trong nháy mắt cảm thấy hoàn toàn thay đổi thành một người khác quỷ đồng khẽ run rẩy theo bản năng lui về phía sau một bước rồi chỉ vào tầng như thương há miệng liền nói đúng là như vậy chính là cái vẻ mặt này ngày đó ở trong tháp thời điểm ngươi và chủ nhân đánh ta bộ dáng này của ngươi vô cùng dọa người như thương cười khẽ chợt nhớ tới một vấn đề vì vậy hỏi hắn quỷ đồng trước kia trong tháp trấn yêu đã từng có nữ nhân đi vào Quỷ đồng gật gật đầu, có. Nữ nhân kia lại chuẩn bị rắn, mang theo một con rắn thật là lớn đi vào. Chẳng qua nó còn chưa kịp cắn ta, đã bị ta bẻ gãy cổ. Nữ nhân này cũng rất lợi hại, nhưng so với ngươi thật là kém xa. Hắn vừa nói vừa duỗi chân của mình ra, tiếp tục nói, ngươi có thể nhìn ra nhược điểm trên người ta, nàng thì không được. Ngón tay của ngươi tựa như dao găm, có thể cắm thẳng vào trong xương của ta, nàng cũng không được. Như thương nhẹ lắc đầu, không hỏi hắn chuyện trước kia nữa. Sau đó nhìn về phía vết thương trên chân hắn, không khỏi khen, "Thương thế của ngươi lành thật nhanh. Lúc còn chưa rời khỏi sa mạc, ta đã phát hiện nó bắt đầu kết sẹo." "Nhưng khớp xương không đau sao?" "Như thế nào không thấy ngươi kêu đau?" Quỷ Đồng nghĩ nghĩ, dường như cũng cảm thấy kỳ quái, tiếp theo ở tại chỗ nhảy nhảy vài cái, lúc này mới đáp lời, "Thật sự một chút cũng không đau." có thể là khi còn trong sa mạc, chỗ mà tiêu tiên sinh bôi thuốc cho ta đã nổi lên tác dụng. Lúc ở sa mạc, xác thực tiêu phương từng thấy quỷ đồng có ngoại thương nghiêm trọng nên cho hắn bôi qua một loại thuốc bột. Nhưng như thương cũng không thừa nhận là thuốc kia lại có thể thần kỳ đến mức, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã trị cho khối xương cốt lành lại. Thứ kia chẳng qua chỉ là một loại thuốc có công hiệu trị đau nhất, giống như một loại của nhóm vận động viên ở thế kỷ 21 sử dụng, có thể giảm đau trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa bảo đảm không ảnh hưởng đến trận đấu, chương 155, quỷ đồng tự chữa trị. Nhưng nàng nhớ rõ ràng móng tay của mình quả thật cắm vào xương quỷ đồng, mà hắn hiện giờ không có chuyện gì, vậy cũng chỉ có một khả năng, chính là năng lực lành vết thương của thân thể quỷ đồng rất mạnh, vả lại còn vượt xa hơn người bình thường rất nhiều, nàng không hỏi nữa, ông thảm gia hổ đi vào nhà, quỷ đồng cầm lấy lương khô trong xe xuống còn có túi nước của như thương, đưa cho nàng đem đi vào, xong xuôi đâu đó, hài tử chủ động đi ra khỏi phòng, ngồi xuống trên bậc thềm ngay tại cửa ra vào, cũng không liếc mắt một cái nhìn về hướng trong phòng, như thương nhìn thấy cũng không nói thêm gì, ăn xong vài miếng lương khô liền dựa vào ở trên vách nghỉ ngơi, thật ra nàng rất mệt, thân thể cũng thật không tốt, trên đường đi, mặc dù đã cố gắng hết sức kéo dài tốc độ, nhưng bánh xe cổ đại không có cao su giảm sóc, nàng nỗ lực chống đỡ, mới miễn cưỡng chịu đựng đến thục đô. Nàng hiểu quỷ đồng đang né tránh nàng, cố gắng không nhìn đến nàng bởi vì mặt của nàng nhất định trắng bệch không khác gì người chết thậm chí ngay cả hô hấp cũng yếu ớt cần phải cẩn thận đi nghe mới nghe thấy được như thương quả thật rất tức giận giận chính bản thân mình nếu ngày đó ở trong tháp cẩn thận hơn một tí có lẽ sẽ không bị tổn thương nặng như vậy không có thương tổn thì cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho người khác nói ra chuyện này nàng vốn là người cầm đầu là chủ đạo nhưng bây giờ lại trở thành một người cần được chăm sóc nghĩ đến khiến cho người cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mơ mơ màng màng dựa vào trên vách ngủ một giấc, ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu qua song cửa sổ giấy chiếu vào trên thảm lông da hổ, rất ấm áp dễ chịu, Tần Như Thương giống như thấy một giấc mộng rất kỳ quái, mơ thấy lúc đang gọi một trận mưa to, lại làm cho lũ lớn đến bất ngờ, bản thân phải bỏ chạy trối chết, nàng muốn thu hồi tình thế để cho mưa dừng lại, nhưng làm thế nào tia sáng đỏ trong mắt cũng không biến mất, mưa thì cứ thế không ngừng được, sau đó lũ bất ngờ ngập đến cổ của nàng, nàng gắng sức muốn leo lên một cây đại thụ, dưới lòng bàn chân hình như lại bị thứ gì đó cuốn lấy, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, chương 156, tầng như thương nằm mộng. Nàng chìm vào trong nước, muốn đem thứ gì đó cuốn lấy mắt cá chân mình gỡ bỏ đi, lại phát hiện chính là có rất nhiều con rắn vô cùng nhỏ, có mấy chục con cùng nhau cuốn lên nàng, thế nào cũng không chịu buông tha, trong lúc tính mạng lâm nguy, phía dưới dường như có người bơi tới, dùng vũ khí lợi hại đem những con rắn kia chặt đứt, như vậy mới để cho nàng được tự do. Nhưng rõ ràng là không chỉ có chừng này rắn, người nọ vừa giúp nàng thoát hiểm, bản thân lại bị một tốt rắn khác cuốn lấy, cổ hắn bị cuốn quanh, hơn nữa còn bị một phần sức lực thật lớn lôi kéo người xuống chỗ nước sâu, như thương muốn nắm lấy ân nhân cứu trở về, nhưng vừa kéo được vai hắn, tay liền bị trượt mất. Nàng thấy rõ ràng ân nhân cứu mạng là tiêu phương, nhưng lúc nhìn thấy rõ thì cũng là lúc Tiêu Phương đã bị những con rắn kia kéo đến trong vực sâu, cuối cùng không còn thấy bóng dáng, nước mắt tần Như Thương bỗng dưng xuất hiện, muốn khóc, thân thể đột nhiên lại bị thứ gì đó nhấc lên, người hoàn toàn thoát khỏi mặt nước, hô hấp lần nữa được trở lại, nước lũ dường như đang giảm xuống, lúc này nàng mới phát hiện ánh mắt của mình đã nguyên vẹn trở lại không còn tia sáng đỏ, người nhấc nàng lên vẻ mặt không chút biểu tình đang ở đối diện nhìn nàng, nàng nhận ra được là cô độc chứng khi như thương bừng tỉnh dậy đầu đầy mồ hôi giấc mộng này quá mức chân thật cho nên nàng sững sờ cả buổi vẫn không có phản ứng bản thân đã tỉnh trở lại mà cứ ngỡ là đang tiếp tục ở trong mộng rốt cuộc tinh thần phục hồi lại chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là may mắn may mắn là bản thân sáng suốt không để cho tiêu phương đi theo sớm sắp xếp cho hắn trở về mặc dù lúc đó xem ra có chút tàn nhẫn nhưng không hề nghi ngờ đó là chính xác như thương không dám nói giấc mộng vừa rồi là biểu thị cái gì nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy từ lúc bản thân xuất hiện cho tới nay, chẳng những quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của tiêu phương, hơn nữa nếu còn qua lại như hình với bóng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng mang đến đại họa cho tiêu phương. Từ trước đến nay nàng là người cùng với hai chữ hòa bình, không dính nổi một chút quan hệ, nơi có nàng xuất hiện ngoại trừ chiến tranh và tử vong, chính là vĩnh viễn không chỉ dừng lại ở mưu toan ngấm ngầm, chương 157, sợ dung tục làm bẩn thanh nhã. Hồi còn nhỏ, ông nội nói nàng lệ khí, hơi thở tàn ác, quá nặng, nếu sinh mạng người bên cạnh không đủ kiên định, rất có thể sẽ bị nàng mang đến tai họa, cho nên nàng chưa bao giờ chủ động đến gần người lạ, càng sẽ không chủ động đối xử tốt với bất kỳ người nào, hoặc là phát sinh tình cảm, kiếp trước đã thế, kiếp này cũng giống như vậy, tiêu phương ngoại trừ tính cách và bề ngoài ra, so với chữ yếu kém này thật sự hoàn toàn khác biệt, thậm chí hắn lấy một địch một trăm cũng không tổn hao đến một cọng tóc người có thể nguyên vẹn trở ra đây chính là một phần tao nhã lịch sự mà như thương không đành lòng đi phá hoại nàng liều lĩnh tàn nhẫn bỏ mặt tiêu phương chính là không muốn để thô tục của mình làm bẩn thanh nhã của hắn bất kể đối phương vui lòng hay không dù sao nàng cũng phải tự hiểu được thanh danh sinh mạng của lính đặc biệt bất cứ lúc nào cũng có thể cống hiến cho dù là thay đổi cả thân thể nàng vẫn luôn không thoát khỏi có liên quan với nguy hiểm đáng sợ nếu số mệnh đã định sẵn cần gì phải làm liên lụy đến một người như tiêu phương trời lúc này đã tối hẳn trong thôn không có người yên tĩnh đến mức gần như ngay cả tiếng chim kêu cũng không có may mà còn có ánh trăng chiếu sáng nhân loại ban đêm nhưng vẫn không tính là quá tối ít nhất cũng thấy rõ đường đi để cho như thương thấy được quỷ đồng ngồi ở trong sân đứa nhỏ kia im lặng ngồi trên thềm đá đưa lưng về phía cửa phòng đầu thì thỉnh thoảng hơi ngước lên trên rõ ràng không có ngủ nàng bước đi ra ngoài cũng ngồi xuống đất đến bên cạnh Quỷ Đồng, chủ động vỗ lên bờ vai của hắn, rồi nhẹ giọng nói, "Ngươi có thể đi vào trong phòng mà ngủ." Quỷ Đồng thấy nàng đi ra, vội vàng đứng lên, sau đó lui về phía sau hai bước, rất cung kính gật gật đầu, coi như là hành lễ, như thương lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa, chỉ thấy Quỷ Đồng lắc đầu giống như trống bỏi, rồi sau đó trả lời nàng, "Cảm tạ Như thương tỷ tỷ, Quỷ Đồng không buồn ngủ, làm sao có thể không buồn ngủ." Như thương nhẹ nhàng khiển trách Tối hôm qua chúng ta đi đường suốt đêm, cũng chưa từng được nghỉ ngơi. Có phải là ngươi sợ làm ta bị thương hay không, cho nên mới không dám vào nhà? Chương 158, tin tưởng rốt cuộc là cái gì? Một câu đã vạch trần ra tâm tư thiếu niên, quỷ đồng cũng không giấu giếm, đành phải gật đầu một cái, xem như thừa nhận, nàng than nhẹ, lại một lần nữa nói với thiếu niên này, ta tin tưởng ngươi. Không phải tin tưởng ngươi có thể khống chế dục vọng của mình mà tin tưởng ngươi xem ta là đồng bạn, là bằng hữu, cho nên coi như ngươi khống chế không nổi, cũng sẽ không ăn ta, mỗi một chữ trong lời nói của nàng, quỷ đồng đều nghe được rất rõ ràng. Nhưng mà hợp chúng lại với nhau, hắn vẫn u mê không hiểu rốt cuộc là có ý tứ gì, vì vậy hỏi Như Thương, "Tỷ tỷ, các ngươi lúc nào cũng nói tin tưởng tin tưởng. Cái tin tưởng đó cuối cùng là cái gì?" Câu hỏi này của hắn khiến cho Như Thương cũng khó đứng vững hai người cứ như vậy đứng im lặng đối diện thật lâu lúc này nàng mới đi lên hai bước sau đó kéo qua một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống rồi nói cái gọi là tin tưởng thật ra nó là một thứ tồn tại rất kỳ diệu là một điều thần bí sâu xa nàng vừa nói vừa hồi tưởng lại đối với hai chữ tin tưởng tần như thương sống nhiều năm thế này thật sự mà nói thì đây cũng là lần đầu nhìn thẳng vào nó quỷ đồng nàng khẽ mở miệng tiếp tục nói ngươi biết không thật ra ta cũng không xác định tin tưởng có phải thật sự tồn tại hay không vào nhiều năm trước kia hai chữ này đối với sinh mạng của ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì ta chỉ làm theo những điều mà cuộc sống đặt ra điểm quan trọng nhất chính là không thể dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào có thể giải thích như vậy cũng không được xác thực phải nói là trước kia ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất cứ người nào cho dù là gia tộc ta cùng với người thân của ta đây là một chủ đề mà Tần Như Thương rất không nguyện ý nhắc tới. Gia tộc Tần Thị đã từng dựa vào sự sinh tồn duy nhất là nàng. Có bao nhiêu lần bộ quốc phòng tìm đến nàng, nàng đều bỏ qua không để ý tới. Nàng không muốn trở thành một người nào đó trong tổ chức. Tần Như Thương nàng chỉ muốn làm một nữ nhi thật tốt, cháu gái tốt và muội muội tốt. Đáng tiếc, khi anh trai ruột của nàng vì phát hiện một tòa hầm mỏ đá kim cương mới nhất ở quốc gia thứ ba thế giới, mà thẳng thừng phản bội gia tộc, thì nàng liền biết trên đời này, cho dù là người thân nhất cũng sẽ có lúc phản bội, hơn nữa có một số việc không phải bản thân né tránh là có thể bình an vô sự, chương 159, nghe có tiếng động. Cái gì nàng cũng sợ, chẳng những không bảo vệ được mình, càng không bảo vệ được người thân, tỷ. Quỷ đồng thấy nàng thật lâu không nói, muốn lên tiếng hỏi, như thương khoát tay, ngắt lời của hắn, nàng lại nói, nhưng ta thật may mắn được trải nghiệm một cách sống khác cũng nhận biết một thế giới hoàn toàn mới cùng với con người mới tiêu phương cũng tốt, chủ nhân nhà ngươi cũng tốt, còn ngươi nữa, ta nguyện ý thử cái từ tin tưởng này ở trên người các ngươi một lần, như thương không biết, thời điểm nàng đang nói lời này, trong ánh mắt lóe ra một loại thần thái khác thường, những thứ này nếu như trước đây bị trưởng quan nhìn thấy, nàng sợ là cứ như vậy sẽ phải bị xa vào giáo dục tư tưởng đối tượng, đương nhiên, tin tưởng cũng không có nghĩa nói thẳng ra, cũng không đại biểu sẽ không thể có bí mật của mình, nàng tiếp tục nói, nhưng chỉ cần trong lòng xác lập chuyện đồng bạn không gặp nguy hiểm khó khăn lên trên không để an toàn tánh mạng của bọn họ tạo thành uy hiếp vậy là chúng ta có thể cùng nhau tiếp tục đi tới lời như thương nói quỷ đồng lại bắt đầu không nghe rõ rồi nhưng có một điểm hắn biết rõ chính là về tin tưởng thật ra muốn làm được rất khó ngay cả như thương tỷ tỷ lợi hại có chút không giống như người bình thường này nàng cũng nói không hiểu cũng không thể cam đoan là thật sự làm được hai người đều tự trầm tư cũng không nhắc lại câu chuyện để cho quỷ đồng vào phòng nghỉ ngơi dù sao cũng không buồn ngủ như thương liền dứt khoát muốn ngồi ở bên ngoài thêm một chút sau khi ngủ một giấc cảm thấy thân thể tốt hơn rất nhiều nàng sẵn lòng để cho mình bảo vệ tinh thần chứ không phải là bộ dáng tiều tụy vì bệnh thế nhưng phần yên tĩnh cũng không có duy trì quá lâu thời gian còn chưa tới nửa nén hương như thương và quỷ đồng gần như trong cùng một lúc bỗng nhiên đứng dậy trạng thái hai người đều nhìn ra được trên mặt của đối phương hiện lên một tia kinh ngạc cùng với cảnh giác, nghe được. Như Thương Hạ thấp giọng nhìn Quỷ Đồng hỏi, hắn gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp, nghe được. Chương 160, Sói. Nàng không muốn hỏi lại, đầu chỉ hơi chuyển phương hướng, sau đó đưa tay hướng về phía tây trong sân nhỏ, hình như là có tiếng bước chân rất nhẹ rất nhẹ, đang từng chút đi đến gần chỗ ở các nàng, âm thanh này vô cùng thứ tự, Như Thương nghe được xuất hiện không phải chỉ một người nhưng mà nhấc chân hạ xuống đất, rồi lại chỉnh tề giống như một người, không đúng, mi tâm nàng vắt lại một chỗ, đem phần suy nghĩ vừa rồi trong lòng loại bỏ, đến không phải người. Nàng rất khẳng định như vậy, tiếng bước chân vọng lại không phải của người phát ra, người có thể trọng như vậy, trừ phi có được thân pháp kinh công của tiêu phương, nếu không sẽ không nhẹ đến mức độ này. Thể trọng trọng lượng cơ thể, còn nếu là triển kinh công, chân cũng sẽ không dùng loại phương thức luân phiên này hạ xuống đất trước hơn nữa người tới phải là có bốn chân vả lại còn rất thấp tần số hô hấp cũng không giống loài người hiện tại như thương gần như đã có thể xác định đến ở bên ngoài thôn tám chín phần mười là giả thú trong rừng rậm loại giả thú này chỉ số thông minh phải là rất cao hiểu được đánh lén cũng hiểu được bình thường làm thế nào tránh né qua người canh gác nàng lại nhìn về phía quỷ đồng chỉ thấy hắn đang làm một vẻ mặt kỳ quái hiển nhiên nghĩ không ra là thứ gì đang đến như thương biết hắn chưa từng thấy qua bao nhiêu động vật trước mắt chỉ có trừ bỏ rắn lạc đà cùng ngựa ra ở trên đường đi nhìn thấy nhiều nhất cũng là chim bay và mấy loại sâu linh tinh hiện tại vài thứ kia vẫn còn nằm ở trong bóng tối nàng nghĩ nếu như kết quả không đoán sai thì đúng là sói trong lòng thầm nghĩ phiền toái sói rất ít hành động độc lập cho dù là chỉ một con các nàng phải làm sao lẩn tránh nếu như đem sói giết chết rất nhanh sẽ có càng nhiều đồng loại đến bao vây tấn công nàng đương nhiên không sợ thứ đồ chơi này, nếu như đặt ở ngày trước, những thứ này lấy ra cho nàng luyện tập phản ứng cùng thân thủ vẫn chưa được coi là đủ phân lượng, nhưng hiện tại không được, nàng bị trọng thương vẫn đang nỗ lực điều dưỡng, nếu như lúc này cương quyết gắn gượng đối phó với địch, đánh không thắng được là một mặt, coi như là nàng thắng, sợ cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi.